Hello anh em, đến với em ngày hôm nay thì bữa giờ cái công trình mà chế biến chiếc Charlie 2 thì nó cũng đã hoàn thiện rồi. Nói chung là hoàn thiện cái phần thô sơ trước rồi anh em. Đáng ghi là Tú không có gấp, nhưng mà tại Tú thấy nhiều anh em hóng quá trời, năm ra là mấy bữa nay phải bào làm cho kịp. Mà một mình Tú làm đâu có kịp đâu anh em, phải có sự hỗ trợ của đó anh em thấy không, Tú phải tiễn ông thợ ở trên Yamaha về. Ngộ đợi cái đó là xe Honda mà tiễn thợ Yamaha về làm mới ghê chứ. Rồi thì nói chung là bữa nay mình sẽ quay sơ sơ chi tiết gì đi, nói chung là quay, nhưng mà hiện tại là bây giờ chạy được rồi, có điều nó không có cái thắng thôi anh em. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay luôn. Thì hiện tại là nó chưa có đẹp nên năm ra là Tú không quay demo rồi ha. Thường thường tao quay xe cái anh em khoái coi khúc demo á, nhưng mà nó chưa có đẹp, nó xấu quá quay demo anh thì kỳ. Thôi bây giờ mình đi chi tiết trên chiếc xe này, Tú đã gắn cái gì chế cái gì cho anh em nghe luôn. Riêng về cái khoảng phục trước của chiếc xe này á, là bữa hãm Tú lấy của chiếc gâu bạc, nhưng mà gâu bạc gắn không có được, anh em thấy nó khác không? Là phải bắt buộc là Tú phải đi mua một cái cặp phục đúng của Charlie về mới gắn được. Mà anh em biết là tầm này đi kiếm ba cái đồ của Charlie nó hiếm còn hơn là đi lên núi mà tìm vàng nữa. Hên sau á là đi mấy tiệm luôn, còn đúng một cái tiệm kia là còn một cái cặp này, nên Tú đã mua về Tú gắp vô là phục mới nha. Thì phục này cũng rẻ thôi anh em, bữa Tú mua là 1 triệu, là gồm có là chẵn ba nè, không có ghi đông nha, chỉ có chẵn ba cặp phục đó, chẵn ba trên dưới với cặp phục thôi là 1 triệu. Còn riêng cái phần ghi đông này á là 60 ngàn, ghi đông của 67 60 ngàn ha. Hồi bữa hãm á là Tú tính đi cái cặp ghi đông giống như mấy chiếc rắc, là gắn vô ngay cái chân phục này nè cho nó ngầu, nhưng mà cái ti phục này nó khá là nhỏ, đâm ra là không có gắn được cái loại đó anh em, nên bắt buộc là phải gắn cái này luôn. Gắn cái cổ này cắt nước thì Tú cho nó nằm đây. Cái cục máy này là cục máy NC3, nó chạy máy nước. NC3 là kiểu như là khu vực Tú người ta gọi thôi, nó đúng cái tên của nó là NSR 150 hai thì nha. Nếu mà cái thời của nó là nó đỉnh nhất luôn á, còn hiện tại bây giờ nó có ra nhiều cái xe hơn nên đâm ra là nó bị lép vé, nhưng mà nó cũng một thời nó tên tuổi lắm anh em. Bánh thì Tú lấy cái bánh của chiếc gao trắng, đặt trước là gao trắng đi thắng đùm, anh em dành cái đùm đỏ anh em cũng biết rồi, là đợt đó nó bị dư, xong cái Tú lên thắng đẻ là nó dư ra bỏ không cũng vậy, lấy gáp vô luôn thì nhà có gì gắn đó thôi. Hiện tại là nó chưa có thắng nha, chưa có thắng trước, chưa có thắng sau luôn, nên chưa có chạy được đâu, mới gáp cái bố à. Nói chung á là gáp thiếu cái gì á là phải xách xe chạy đi mua, thiếu xách chạy mua. Hôm qua nay mà đi qua mấy tiệm phụ tùng riết mà chai mặt luôn á, đi tới đi lui đi xuôi đi ngược đi mệt mỏi luôn. Anh em thấy nước nó chảy không, là do cái ống nước này là ống nước Tú chế, chứ cái ống nước riêng của nó ngắn có một khúc vậy à. Thường thường các nước nó nằm gần á, nên năm ống nước riêng nó có một khúc thôi, gắn không có đủ, phải mua ống nước chế. Mà mua ống nước chế rồi đâm ra là siết cổ dê nó không có chặt được, nên nó bị xì nhớt, không phải là bị xì nước. Này là xì nước nha anh em, chứ không phải là xì nhớt nha. Đó anh em thấy không, nước nè, nó trắng nè, nó nhiễu à. Ở cái phần cục máy thì mấy cái bát sườn rồi gì là bữa Tú quay cái clip trước là Tú quay cho anh em coi rồi, nên anh em cũng biết rồi đúng không. Bây giờ mình không có quay mấy cái bát nữa ha. Nói chung mà ốc rồi gì Tú chưa có siết luôn á, tại vì gắp chiếc xe này trong vòng có 2 ngày, Tú với ông thợ kia 2 ngày, nhưng mà gắp chỉ có buổi chiều thôi nha, là 2 buổi chiều, thành ra là 1 ngày đi, 2 buổi chiều là mình tính 1 ngày đi, là tính là xe này ráp có 1 ngày 1 thôi á, toàn độ chế không, nhưng mà ráp 1 ngày 1 là tính là anh em thấy bào cũng ghê lắm. Nên đâm ra là hôm qua hôm kia gì đó là không có ra clip bên kênh TTN được á anh em, là lý do là đây nha. Tại vì anh em cũng hỏi ở phần cái bô á thì là vẫn lấy luôn cái bô bụng thòng lon AHM, tuy nhiên á là lắp vô cái xe này cái bụng này nó bự quá, nó cạ vô cái sườn, đâm ra là nó không có ôm được cái bô vô trong mà nó bè ra. Nhưng mà sau này á, khi mà Tú sơn sườn rồi Tú đổi bô, Tú sẽ thiết kế lại cho nó ôm, cho nó gọn lên, chứ mình không có đi như vậy được nha anh em. Ở cái phần đằng sau này á thì đi cái gắp kinh rắc, thì đợt đó nói anh em nghe chắc anh em cũng biết rồi, gắp kinh rắc ha, mấy cái logo kinh rắc nè. Phục á thì Tú đi cặp phục nai này là phục nai lô thôi, 250k một cặp nha anh em, 250k mới luôn nha. Còn phục nai xịn hình như là 1 triệu mấy á. Xương xương á là Tú ráp chiếc xe này nó ra khoảng gần 10 triệu á anh em, thành phẩm vậy là cả 10 triệu á bỏ ra trong chiếc xe này á. Cái bánh này á là Tú tận dụng lại của chiếc gao bạc đây, cái má đùm màu tím mà anh em nhìn cái má đùm chắc anh em cũng biết rồi đó, anh em nhìn cái má đùm chắc anh em cũng biết rồi, trên chiếc gao bạc ha. Tuy nhiên á là bữa hãm cái mùa nắng nước nóng nước mặn nước gì đó thì cái căm màu vàng này nó bị súng hết trơn rồi anh em, còn cái nền thì còn đỡ một tí. Thì cái gắp kinh rắc nó chỉ có để một cái bên này thôi, mà hôm qua nay làm cái nó cạ nó chạy á anh em, cái ben này nè, cái ben này cái nó cạ tới cả lui, cái làm ra nó chạy cái logo rồi, mà phải chịu thôi chứ sao giờ, tại vì ben lên ben xuống là chế cháo này kia nó bị chạy. Thì cái gắt chân thì nó sẽ gắt ở đây, cái cần số ở đây, gắt chân này á là 20 ngàn một cặp,
Nếu mà anh em nào muốn mua cái loại này á, anh em ra chỗ bán phụ tùng, anh em kêu bán cái gấp chân cho 81 chế ngày xưa á, là người ta bán cái loại này nè. Về anh em cứ gắn ngay cái gấp. Cái cần số cũng vậy luôn, cái cần số phải cắt lại. Tại vì cái cần số riêng á là nó dài lắm, nó dài lên tới đây nè. Mà chân của mình á là chân nhỏ chứ không phải là chân khủng long, nên đâm ra là đạp không có tới. Tôi phải cắt, tôi chế lại hàng lên nè. Ở cái phần nhông á thì tôi đi cái nhông của Winner là nhông 15. Tại vì á là cái cốt này nó bự chản à anh em, cái cốt của cục máy này bự chản à, nó không có đi chung với cái nhông của quay rim cúp Sigurd Charlie gì được hết trơn á. Thì nói chung á là tôi phải mua một bộ nhông sinh dĩa, tại vì nhông sinh dĩa Winner nó không có bán lẻ, mua ra lấy cái nhông thôi. Còn dây sên này á là mua sinh lẻ của quay rim, là mình mua về là không có cắt một mắt nào luôn nha anh em. Bỏ vô là ngay băng luôn, chỉ tăng sên nó thôi, không cần phải cắt mắt nào. Tại vì bình thường dây sên nếu mà anh em lắp vô xe rim á là nó sẽ dư vài mắt. Còn cái gấp này nó khá là dài nên đâm ra là nó không có dư mắt nào luôn. Ở cái phần dĩa đằng sau á thì tôi đi dĩa 30. Có nghĩa là cái bộ nhông sinh dĩa này tôi đi á là 15 30. Tôi không biết nó có theo bài được hay không, nhưng mà tại vì nhà có sao lắp vậy thôi anh em, nên lắp nó vô như vậy đó. Chứ mà đúng bài bản người ta phải sắp nhông sinh dĩa theo bài rồi tùm lum tùm la, nói chung là nó nhiều thứ, nó dài dòng lắm. Rồi thì mình xong cái phần thô ở ngoài ha. Cái cục mô pin á, nguyên một bộ mô pin IC rồi sạc này kia của cái xe này hồi đó thì có sao tôi lắp y vậy luôn. Cục IC nằm trong này. Đây anh em, cục mô pin Cozy ha, tôi để nó nằm đây, còn cái cục sạc nằm ngoài đây. Tuy nhiên xe này không có bình nhưng mà nó có sao tôi lắp vậy luôn nha. Ở cái phần bình xăng con á thì tôi đi là bình nắp chao. Bình này hỏng ba mấy thì quên mất mẹ rồi. Mà bình này là nắp chao cánh gió nha anh em. Nắp chao này cho hai thì. Thì thường á anh em thấy mấy cái xe hai thì người ta sẽ đi là một cái bình xăng, một cái bình nhớt để hai cái nó pha. Nhưng mà Tú thì Tú pha trực tiếp vô cái bình xăng chính luôn, nên khỏi cần phải bình nhớt pha nha. Thì ở cái phần bình xăng chính thì Tú sẽ lấy cái bình xăng ở trên chiếc Hồng Nhan, Tú bỏ qua đây. Anh em biết rồi, nó nằm gọn ở trong đây luôn nha. Nói chung là bỏ nó ra thì nó được cái cốp nè, nó chống lỏng, nó không có gì ở đây á, nên tôi thấy vậy tôi bỏ cái bình xăng này vô luôn. Ở cái phần yên thì tôi đem đi gia công nó lại rồi, chưa có cái yên chưa lấy kịp. Trong hai buổi chiều á mà gấp cho nó xong cái xe này chỉ có Tú với ông thợ kia, hơi vất vả nha anh em. Nếu mà đầu gin thì không nói, đầu gin có sao gấp như vậy thì nó bình thường, con này chế cháo một lum á, nên đâm ra là cái bô nè anh em thấy không, anh em thấy không, cái bô nó cách cái sườn một gang tay. Biết sao không, đằng mình chở cái thằng ngồi sau nó còn thọt cái giò vô giống như vậy nè anh em. Xe này sao chở không nổi. Ai biết anh xui nữa, anh chở em chắc em rớt đất luôn á. Thí dụ mà vậy thì anh em thấy không, cái người ngồi sau à cái chân không có đụng cái bô nha, còn mà nó có đụng thì ráng chịu, không có đổ nó giò phải đụng chắc rồi. Rồi thì tổng quan nó cũng có bao nhiêu đó thôi, là nó hoàn thiện rồi. Cái gì tôi hứa thì tôi phải làm thực hiện, lỡ hứa là phải làm anh em. Thà mình nói khơi khơi hay gì đó mình không hứa thì không sao, cái gì mình hứa mình phải làm. Thì bây giờ tôi sẽ nổ máy cho anh em nghe ha. Từ hồi mà xách cục máy này về tới nay là cũng khá là lâu rồi, nhưng mà chưa có nổ máy lần nào cho anh em nghe được hết trơn á. Bây giờ mình sẽ nổ. Mà hên xui nha, muốn nổ nổ, muốn không không nha. Đây anh em, cái bô không bao giờ cạ gầm được nha. Ý là bô bụng thòng luôn, không bao giờ cạ gầm nha. Còn nếu như mà anh em đi cái bánh zin của Charlie thì nó đụng là cái chắc rồi đó. Còn này tôi đi bánh quay rim 17 inch nên nó vậy thôi. Cái giò đạp đạp cũng không có bị ấy nha anh em nè, không có dướng nha. Nói chung là nó hên cái là đạp nó không bị dướng này kia. Anh em đâu? Anh em đâu? Ok anh em ơi, đạp không nổ thì giờ mình đẩy nha.
chơi rớt đồ món lắm đó. Không có, chưa xí gốc thiệt à. Cái bình xăng nó lỏng quá à. Bình xăng nào? Nè. Ờ cái chưa có làm lại nữa mà. Nổ máy, hoàn thiện, chạy được luôn. Có điều nó không có thắng nên đâm ra không có chạy được. Không có chạy giống như là chạy bình thường cho anh em xem được á. Thì để sau này khi mà Tú sơn nó lại á, rồi làm thắng các kiểu này kia cho nó luôn. Còn mấy cái này anh em biết sao? Chưa xiết, chỉ mới có gái vô thôi. Tại anh em biết sao? Đồ chế mà. Mình xiết cái này rồi đôi khi cái kia nó vô không được cái mình phải tháo lại nữa mất công, nên mình chỉ ráy vô thôi. Ốc máy rồi chưa có xiết cái nào hết trơn á. Cái lực của cục máy này thì anh em cũng nào cũng biết rồi. Thì bữa trước anh em có hỏi Tú là cục máy này cháy bao nhiêu. Thì Tú cũng không biết nó cháy bao nhiêu luôn anh em. Mua sao về nó vậy thôi. Mà anh em cứ nghĩ đi, cái xe anh là Siban mà nó rin là nó chạy cỡ nào rồi. Thường người ta kêu Nova là đứa con của gió phải không? Này là phải ông nội lận. Nova có 125 mà, nó tới 150. Anh em cứ nghĩ hai thì mà 150 phân khối thì nó chạy quỷ diệt lò người luôn á. Nếu mà anh em nào mà chưa tin cục máy này nó chạy dữ á, anh em bấm test Cbiz NSR150 là anh em sẽ biết cái tốc độ của nó cỡ nào nha. Còn riêng về khoảng cái sườn này mà kêu Tú chạy hết ra cho anh em coi, ông nội Tú không dám nữa. Còn anh em nào dám xuống đây Tú cho mượn chạy, ký hợp đồng đàng hoàng chết đáng chịu nha. Chứ mà mình không có tiếc cái gì hết trơn, nhưng mà mình phải đảm bảo an toàn của mình. Rồi thì nói chung là hoàn thiện rồi, cũng mệt mỏi, khá mệt mỏi. Hai hôm nay mất ăn mất ngủ này kia. Hơn một cái là có người phụ nữa anh em. Tại cái bữa trước Tú nói, bữa trước Tú đăng cái clip kia Tú nói là có anh em thầy thợ nào rảnh xuống phụ Tú á. Cái đâm ra là có anh em chạy xuống phụ luôn, hên ghê. Chứ thường mình Tú chắc nửa tháng nữa chưa thành cái xe này được đâu, thiệt luôn á. Rồi ok anh em ơi, thì nói chung là chắc là Tú sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian quý báu xem clip này nha. Anh em thích video thì cho xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye. Hẹp lại anh em clip tiếp theo nha.